chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong khi miền Bắc thời tiết đang duy trì ổn định với trạng thái rét khô và nắng hanh, thì ở miền Trung, diện mưa lớn cũng đang thu hẹp dần. Tuy nhiên, cường độ mưa thì vẫn khá lớn và tiềm ẩn các nguy cơ đi kèm sau mưa. Diện mưa lớn thu hẹp dần là do trường gió mùa Đông Bắc cũng không còn mạnh như những ngày trước, nên trong đêm nay và ngày mai, mưa chủ yếu xảy ra ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Vùng mưa to cũng chỉ còn tập trung tại 3 tỉnh là Đà Nẵng, Quảng Nam và phía Bắc của khu vực Quảng Ngãi, với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai duy trì trong khoảng từ 30-60mm, có nơi trên 70mm. Còn khu vực các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận là những cơn mưa gián đoạn với lượng dưới 10mm. Dự báo là tình hình mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Khánh Hòa còn kéo dài đến hết ngày 15 tháng 11. Do vậy mà khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Phú Yên lên mức là báo động 1, báo động 2. Các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên mức là báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực này. Ở phía Nam, do có sự tương tác giữa rãnh xích đạo và gió đông nên khu vực các tỉnh là Đắk Nông, Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ sẽ cần đề phòng với mưa vừa, mưa to vào chiều và tối mai, với lượng mưa phổ biến là từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trở ra Bắc Bộ, đêm nay khối không khí lạnh yếu dần và di chuyển dần ra phía biển nên độ ẩm trong không khí tăng lên trên 50%, vì thế mà tình trạng khô hanh có phần giảm bớt. Ngày mai, trời vẫn có nắng với mức nhiệt cao nhất trên toàn khu vực, dao động từ 24-26 độ, trời ấm áp. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, khu vực biển Trung Bộ từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi là những vùng có gió Đông Bắc còn duy trì ở mức cấp 5, có lúc cấp 6 gây biển động. Các khu vực khác thì cần đề phòng với mưa dông. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 13 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.